Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 12, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 13 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và kết luận số 15 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trong những năm qua, quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cho sự phát triển của đất nước, cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm có yếu tố nước ngoài tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của đảng quốc hội chính phủ cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực từng bước được phục hồi và tạo đà tăng trưởng lạm phát được kiểm soát an sinh xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh được giữ vững hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh uy tín của đất nước tiếp tục được khẳng định trên trường quốc tế Công tác phối hợp giữa các bộ ngành, các địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và phát huy có hiệu quả, các loại tội phạm từng bước được kiềm chế. Trong 10 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó đã điều tra khám phá gần 400.000 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt vận động đầu thú thanh loại gần 70.000 đối tượng truy nã, điều tra khám phá gần 3.000 vụ với trên 4.000 đối tượng phạm tội mua bán người, điều tra xử lý gần 150.000 vụ án phạm tội về kinh tế, khởi tố điều tra gần 2.000 vụ với hơn 4.000 bị can phạm tội về tham nhũng. Bên cạnh đó, các lực lượng đã tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh, chấn áp tội phạm về ma túy, môi trường. Lực lượng công an đã phát hiện điều tra bắt giữ trên 200.000 vụ, hơn 300.000 đối tượng liên quan đến tội phạm về ma túy phát hiện, đấu tranh, xử lý hơn 160.000 vụ vi phạm về môi trường. Cùng với đó, công tác truy tố, xét xử, các hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng được đặc biệt chú trọng, quan tâm chỉ đạo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung Đảng đã biểu dương các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, đặc biệt là lực lượng công an đồng thời yêu cầu các bộ ngành các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt thực hiện kết luận số 13 của bộ chính trị và kết luận số 15 của ban bí thư trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.